Chiều nay tại thành phố Quy Nhơn, tập đoàn Hưng Thịnh đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật thể thao trên biển với chủ đề Symphony of the Sea and Sun. Đến dự chương trình có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phan Phi Hổ, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng đông đảo người dân và du khách. Symphony of the Sea and Sun là chương trình biểu diễn nghệ thuật thể thao trên biển có quy mô lớn, sân khấu ngoài trời, kết hợp nhiều màn trình diễn đặc sắc như đồng diện võ thuật và binh khí từ đội tuyển võ cổ truyền Bình Định, múa caravan, tiết mục biểu diễn của jet ski, flyboard và cano dù lượn được thực hiện bởi các vận động viên chuyên nghiệp cùng sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng. Đây là sự kiện biểu diễn nghệ thuật thể thao trên biển lần đầu tiên được tổ chức tại Quy Nhơn nên thu hút rất đông người dân và du khách đến theo dõi. Qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động quảng bá tiềm năng, thế mạnh thu hút đầu tư, phát triển ngành du lịch thương mại và kinh tế biển của thành phố biển Quy Nhơn nói riêng, Bình Định nói chung đến các nhà đầu tư và du khách thập phương.